Ngay từ đầu năm, toàn thành phố đã vận động quỹ khuyến học khuyến tài bằng tiền và hiện vật trị giá 32 tỷ 243 triệu đồng. Đó là một trong những kết quả nổi bật được Hội khuyến học thành phố Cần Thơ báo cáo sơ kết công tác khuyến học trong 6 tháng đầu năm nay. Trong đó, đối với thành hội đã vận động quỹ bằng tiền và hiện vật trị giá được 3 tỷ 163 triệu đồng, đạt 105% so với kế hoạch năm, đã cấp 845 suất học bổng và quà. Việc đăng ký các mô hình học tập trong 6 tháng ở các quận huyện hội đã triển khai đăng ký đạt và vượt chỉ tiêu. 6 tháng cuối năm, Hội khuyến học thành phố tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Dịp này, Hội khuyến học đã tặng giấy khen cho Nguyễn Tấn Thành, sinh năm 1937, ngụ tại phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, vì đã đạt danh hiệu người lớn học không bao giờ cùng, đang theo học cao học tại trường Đại học Cần Thơ. Một cá nhân cũng được Trung ương Hội khuyến học Việt Nam tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập năm 2023, đồng thời trao 100 suất học bổng tiếng Anh cho 10 trường mầm non trên địa bàn quận Ninh Kiều.